Dám za tím. Dạ. Ghi nhận sự cố. Ghi sự cố, tôi bị đơ mà. Ghi sự cố. Trước đây mà khi mà chưa trang bị ghi sự cố đấy, thì khi xảy ra một cái sự cố nào đó trong ngành điện, khi cần phân tích cái sự cố đấy, người ta phân tích nguyên nhân diễn biến quá trình sự cố thế nào, thì các con dơ le bảo vệ này nó không đồng bộ với nhau về thời gian. Ví dụ 5 nhà máy điện cùng mất điện, 5 đường dây cùng nhảy, thì không biết chỉnh tự thứ tự cái đường dây nào nhảy trước, đường dây nào nhảy sau. Và nhờ có cái hệ thống ghi sự cố này thì chúng ta mới phân tích được xem là đường dây nào nhảy trước, đường dây nào nhảy sau để còn đề ra những kỹ thuật phòng ngừa và nâng cao mô hình. Và cái hệ thống PMU đó là cái đồng bộ về pha trên hệ điện mọi, như trên cũng cho các anh cái tần số hệ điện mình là như nhau tại mọi điểm, tuy nhiên cái góc pha thì khác nhau. Và góc pha này thì muốn đo được góc pha này thì chúng ta phải đồng bộ một điểm nào đó, thì chúng ta mới so sánh được với nhau hai cái này nó lệch nhau hay nó khác nhau. Và các cái nhà máy điện 300B của trang bị PMU sẽ tính toán yêu cầu của SMO. Vì sao lại đối với nhà máy từ 300B trở lên lại phải trang bị? Thì vì nhà máy điện 300B trở lên thì công suất truyền tải người, thì cái vận hành ổn định nhà máy điện nó ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành ổn định của hệ thống điện. Vì trước đây như cái lưới điện Campuchia cho các bạn họ đồng nối vào lưới điện Việt Nam của mình, thì có những trường hợp mà sự cố một tổ máy của bên hệ điện Campuchia và nó làm ảnh hưởng đến dao động công suất của các tổ máy của hệ thống điện Việt Nam, các tổ máy như Hòa Bình, Sơn La hoặc là tổ máy thủy điện Quảng Ninh, người ta cũng thấy dao động công suất. Dao động công suất ở đây tức là cái tốc độ quay của máy, vì tổ máy nhiệt điện nó không phải là 3.000 vòng phút nữa mà nó dao động thay đổi, và công suất của tổ máy nó không phải là phát ổn định 300B nữa mà nó lúc nó lên 350, lúc nó dưới 250 nó thay đổi, nó vận hành rất lớn. Nếu mà để dao động như này ảnh hưởng đến vận hành an toàn ổn định của máy, có thể ngừng sự cố của máy. Và các đường dây truyền tải đồng nối với lưới từ 220 kV trở lên thì phải trang bị hệ thống dơ le bảo vệ có hai truyền, hai kênh truyền độc lập với nhau về vật lý. Và cái việc truyền tín hiệu giữa hai đầu ấy không được lớn hơn 20 mS, truyền tín hiệu từ đầu A sang đầu B trong thời gian 20 mS là phải tới được nhau. Và đối với truyền tải điện và khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải không phải là cái đơn vị phát điện ấy, thì trang bị hệ thống FL PMU theo tính toán và yêu cầu của cấp điều độ thực hiện. Đây là các vấn đề liên quan đến thông tư 25. Tuy nhiên là hình như trên trình bày của anh, thông tư 25 thì hiện nay đã có thông tư 30 sửa đổi bổ sung, thì các cái có một số cái nội dung trong đây nó đã được sửa đổi, nội dung trong đây không phù hợp. Tuy nhiên bài giảng, bài slide này tôi sẽ không nói về đấy, nói nhiều quá. Bây giờ tôi đến lại nói 25 như này, 30 như kia, gây ra mình có thể lẫn ra tư. Bây giờ mình đang thi này, mình chỉ tìm hiểu một nội dung thôi, tránh nhầm lẫn. Mười giờ chúng ta nghỉ giải lao chưa 10 phút đấy, nghỉ giải lao 10 phút.